Ok, lại chào mọi người. Hôm nay bắt đầu ngày mới rồi. Cho video trước có chỗ nói hơi nhỏ, tại vì mình quay trong đêm nhé, và có người xung quanh nữa thì mình không dám nói to. Và bây giờ đến ngày mới rồi. Ở đây mình đang thấy một dấu hiệu đáng mừng, đó là bắt đầu có người đánh được mình rồi. Tức là bắt đầu có bạn thực sự đua tốt rồi. Chứ còn để một server mới mà để một cái thằng chơi vui như mình nó lên top là điều vô lý quá. Như thế nó thật là mất cân bằng. Và về mình sẽ vào xem đấu đấu trường xem tình hình thế nào. Ồ, thì ở đây mình đã thấy mình đánh thua thì mình đánh thử là mình biết ngay là người ta mạnh thật hay không mà. Nên trong một video đó mình đã nói ở đây là bạn này bạn đang ở VIP 7, tức là về lý thuyết là bạn đã hoàn toàn đủ điều kiện để thể đánh bại mình. Tại vì đơn giản là VIP cao hơn, vàng nhiều hơn. Nếu mà lối chơi đúng đắn thì chắc chắn sẽ phải mạnh hơn chứ. Tại vì quà và các phần thưởng các mốc cao rất là giá trị mà. Bạn này chơi theo hướng rồi mỗi con main không đúng không? Đúng rồi, chơi mỗi main không. Thực ra bây giờ server mới ra nên là chơi kiểu gì cũng được ạ. Mọi người chơi mỗi bên bên không cũng được, nhưng mà chơi bên không ấy nếu như mà không lên cấp nhanh ấy đến lúc có Ken Haki là vỡ mặt ấy. Vì thế nên là cái lối chơi này áp dụng được cho cái lúc của trước khi có Haki, còn nếu mà sau có Haki rồi thì nó không có tác dụng đâu. Còn đây là bạn đã dồn hết tất cả tài nguyên giá trị nhất vào cho main thì đây cũng có thể coi là một lối chơi hợp lý thôi, nhưng quan trọng hiện tại main giờ kỹ năng nó hơi kém ấy, thì nếu bạn ấy chơi kiểu này thì xác suất về sau khi bị Haki đánh bại là rất là cao nhé. Còn là thời điểm hiện tại vì chưa có Haki nên là có thể bạn chơi như vậy là vẫn là mạnh. Tại vì ngày xưa mình có những cái đội hình chơi 4 búp 1 main cơ mà, tức là cho main nộ liên tục ấy và bơm búp máu cái thứ liên tục ấy. Thì thế là chuyện cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như bạn thấy là bạn chơi mỗi một 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 tướng, vì thế nên là dù đúng là bạn ấy mạnh thật đấy, nhưng mà bạn thấy bạn đang có xác suất bị mất máu này. Nếu mà mình búp nick mình thêm một chút nữa thì có thể mình vẫn đánh bại được bạn ấy bình thường. Còn trong video này có thể mình thua và cũng có thể mình thắng, nhưng mà quan trọng là mình thấy là cái đội hình này nó sẽ không có lợi thế lâu dài lắm. Ok, video này bạn vẫn thắng đúng không? Nhưng mà nếu mình điều chỉnh thêm chút nữa thì chắc chắn bạn ấy sẽ thua, vì bạn đã chơi mỗi main chứ mình cũng chả cần đến Ken Haki đâu. Nhưng đấy là lướt qua để biết thôi. Và bây giờ mình tiếp tục với nhiệm vụ ngày hôm nay. Như hôm qua mình đã nói rồi đấy, vì hôm qua mình nói bé quá mình sợ các bạn nghe không rõ, tức là mình sẽ cường trước một 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 cái set, một cái set đồ thế này để về sau khi đủ cấp mình mặc luôn, đúng không? Tại vì bạn để ý nhá, mình hiện tại đang có một một một, một set 5 sao này, một set 6 sao và một số cái đồ linh tinh nữa không. Nếu bây giờ mình lên cấp rồi mình bắt đầu mới chuyển thừa từ cái đồ 5 sao sang đồ 6 sao ấy, thì nó mất rất nhiều công chuyển thừa hoặc là tốn thêm vàng thôi. Thôi đằng nào bây giờ Belly vẫn còn nhiều này, và đồ này những cái đồ những cái món kiểu vũ khí hay là vòng máu thứ mình cường full, của đồ ngon mình cường full đấy, thì nên mình chọn giải pháp là mình cường trước luôn, lấy đủ mình chỉ việc mặc thôi. Thì mình sau đó mình sẽ chuyển một cái set, ví dụ như mình chơi vật công mình lấy Usopp làm trọng tâm đúng không, mình sẽ lấy cái set đồ mình đang cường vào cho Usopp không, thì cái set này mình sẽ chuyển cho con khác nó đã được cộng sẵn rồi, như thế mình được hai set cộng luôn rồi, mình đỡ mất công phải cường hóa hay kế thừa lại, nó sẽ tiện hơn. Vì đằng nào mình đang để là mấy mấy tướng sau đang là đồ vớ bẩn này, và thấy đồ một sao không? Không, đấy là cái đấy là hướng mình chơi thôi. Và hai mình cũng có đua tốt đâu mình phải vội đúng không, mình không hề đua tốt, vì thế nên mình xác định là cứ để một bước nhảy vọt luôn nó sẽ tiện hơn. Và như hôm qua như mình cũng bị cái lỗi là cái lỗi mất mất vàng hay sao ấy, thì mình sẽ check lại video và mình báo lỗi sau đúng không? Mình không biết là báo lỗi hay là bị lag thôi, nhưng mình cũng không rõ lắm, nhưng mình chỉ biết là hôm qua như bùng phát mất ít vàng thôi. Và mình thấy trên page thì những có bạn báo lỗi sao, trên page của Vua Hải Tặc thì những có bạn báo lỗi sao ấy, vì trong quá trình mình livestream mình cũng vô tình được làm chủ page luôn mà. Vì thế nên mình sẽ xem xét đến việc có thể báo lỗi vì nếu là lỗi tập thể nhiều người bị. Rồi và bây giờ mình tiếp tục tấn công với đội à không, mình vẫn chưa đủ cấp đúng không? Thì mình sẽ chuyển qua đại tác nhiệm vụ này. Bạn thấy là hôm nay có nhiệm vụ cướp tầm bảo này, hiện tại đang có nhiều thuyền tầm bảo ấy, mình phải tranh thủ làm nhiệm vụ hàng ngày cho xong nhiệm vụ hàng ngày để chuyển sang cướp tầm bảo thì nó sẽ lợi thế hơn. Đây, cấp 70 đẳng cấp thì mình cứ làm bình thường đúng không? Mình sẽ chuyển sang quét hữu hảo luôn để làm cái này cho tiện. Mỏ thì mình chưa ăn thì mình xem có bị có phải lên lên cảng nó. Với lại bây giờ mình quay thời điểm này là 9:52 sáng, thì tức là mấy phút nữa nó sang 10 giờ được nhân belly rồi, nên mình cũng không vội lắm. Đào vàng mình sẽ thử vận may nhá. Thường cái này mình chỉ lấy ba vàng vận ba lần vận may thôi, chứ mình không đào nhiều. Nếu đào nhiều và có xác suất có thể ra được thời trang, các thứ trang sức, các thứ tinh tinh đấy, báu vật các thứ đấy. Nhưng mà hiện tại nick đang thiếu thốn quá. Thì bạn biết là nick nick này gọi là có nạp nhưng mà chỉ nạp một lần chứ không phải là nạp đều. Nếu mình nạp thêm một thứ thì nó sẽ khác không?
cũng như mình thích mình thắng bạn top 1 kia cách áp đảo, mình chỉ cần nạp thêm một thôi mà, tại mình chưa nạp mắc cốt mà, mình nạp mắc cốt đều đều một số ngày rồi là mình sẽ đánh được bạn ấy ngay, thậm chí là đánh áp đảo luôn đấy. Nhưng mà quan trọng là mình đã xác định nick này nó chỉ dừng ở mức đấy thôi, và mình không nói không đua top là không đua top, còn lúc nào thích đua mình sẽ nói là đua, chứ còn bây giờ mình không đua thì mình hơn thua với bạn ấy làm gì, không mà thật ra bạn ấy có làm gì mình đâu, bạn chỉ đơn giản bạn lên cái top mà, và người ta VIP 7 người ta lên top hơn thằng VIP 6 là đúng rồi đúng không? Chứ để như mấy hôm như để như 2 ngày đầu tiên ấy, mình là thằng vào chơi vui mình lên top 1, các bạn chơi đua top với cùng các bạn đứng tận hạng sau mình thì thấy nó hơi kỳ kỳ. Và hình như là cứ cái bạn nào đua top là cái bạn đấy là các bạn không xem video của mình hay sao ấy. Tại vì thực ra nếu bạn đua với ai chứ bạn đua với mình bạn quá sướng gì đó, vì mình quay lại cả quá trình mình chơi, tức là mình nick mình có cái gì các bạn đều biết được hết, còn nick các bạn có gì thì mình lại không biết, đúng không? Thế mà cuối cùng các bạn không 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 thắng được nữa thì biết làm sao được. Có bạn lên vip rồi mình xem bạn này ở bên cảng nào nào, bạn này ở Tây Hải không 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 hò về hội được rồi. Như vào ngày đây thì mình không nhất thiết phải làm cái gì nó quá cao nhé, để mình biết thừa, như kiểu mình đã mua cái set kia rồi mình cứ biết cái này làm vừa vừa lấy vàng là chính thôi, chứ mình không cần phải hơn thua cái gì nó cao quá làm gì cả, tại vì mình biết là cái thưởng đang cùi mà, ví dụ vào ngày phải về sau bắt đầu mới ngon thôi, chứ hiện tại đang cùi như thế này thì mình không nhất thiết phải làm cái gì nó quá lớn, cứ làm nhẹ nhàng thôi. Ở cái thời điểm hiện tại ấy, là mấy cái level thấp thì cái chiến tích đang thừa nên cái mạnh dạn tăng tốc nhé, rồi về sau lên level cao thì giữ chiến tích lại để mà nâng các thứ nhé. Rồi đúng không, sau nhiệm vụ hàng ngày đúng không, bây giờ mình ra cướp tầm bảo đúng không. Cướp tầm bảo 15 lần thì mình xem có những ai ăn tầm bảo nào, nói chung để cho chắc ăn thắng ấy. Và là nhiệm vụ tầm bảo thì bạn chú ý nhé, không nhất thiết phải thắng mới được tính nhé, thắng được tính nhưng thua được tính, vậy thì hãy chọn thua để hoàn thành luôn trong ngày nhé, để hoàn thành luôn được 15 lần trong ngày nhé. Mình sẽ để cái trận hình một tướng này, đó mình đi đánh thì nó tăng cái xác suất mình đánh thua, mình sẽ chọn cái bạn này thì bạn ấy cũng mạnh mạnh một tí mà đấy đúng không, đánh về thua thua được tính mà đánh thua 15 lần cho nhanh đúng không, hoặc là đánh thua 11 lần mà đánh thắng 4 lần, ôi trời vẫn thắng, mình sẽ phải bỏ bỏ thêm vũ khí ra. Ba lô đầy mất rồi, mình tăng cái tỷ lệ thua của mình lên cho nó nhanh ấy, mà bỏ vũ khí ra nữa. Đó, bạn đánh liên tục như vậy đến khoảng 15 lần là xong thôi. Thế bạn có thể thấy là hôm qua mình đánh đấu trường thua bạn đấy, và hôm nay mình để mỗi mình con men không cũng thắng, thì bạn thấy cái sự chênh lệch rất lớn khi mà mình đã bắt đầu lên được chút VIP rồi và mình quyết định sửa nick, là thấy cái sự khác biệt rất lớn đấy. Và mình tin là mấy bạn này ấy vậy là đơn giản các bạn chưa biết lối chơi thôi, khi các bạn biết lối chơi các bạn sẽ sửa nick lại, nó sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều chứ không yếu như thế này. Tại vì mình biết là các bạn là đứng top thế này cũng đều phải nạp ít, phải tầm VIP cũng phải có VIP rồi đúng không? Mình không nói chắc chắn là VIP mấy nhưng mà sẽ có VIP. Rồi, bây giờ mình có thể là lắp đồ vào đánh thắng được rồi, chứ không cần phải đánh thua nữa. Bây giờ mình đã 14 lần rồi mà, đánh đánh thắng thêm một chút nữa chả sao, mình lắp lại. Rồi, mình bắt đầu đánh cướp thắng để mình lấy danh vọng. Mới đầu chơi cũng cần danh vọng một chút mà. Và cướp phải lấy thành tựu các thứ. Rồi, hết lần cướp rồi. Đây mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ rồi đúng không? Tiếp theo là tiêu 50 vàng đúng không? Tiêu 50 vàng thì để mình nhận tí quà để lấy thêm vàng nữa. Tiêu 50 vàng thì chắc chắn mình sẽ tiêu bánh mì thôi, chứ chả còn cái gì để tiêu nữa cả. Túi đồ trông thấy là vẫn chật hẹp đấy nhỉ. Mở cái này đen thì cũng đủ 50 vàng. Đấy đủ 50 vàng rồi. Thì mua đấy ít bánh mì thôi. 10 cái bánh mì là 50 vàng ngay ấy mà.
Ok đúng không? Thế là mình được thêm cái nhiệm vụ 50 vàng rồi này. Tiếp tục đến nhiệm vụ ra khơi 30 lần này. Ở đây mình mới có 10 lần nên mình cứ ra khơi hết cỡ thôi. Tại vì hôm trước ấy cố là bị hụt cái nhiệm vụ một tí, nhưng không sao, ta có thể bù lại sau mà. Hiện tại mình sẽ tiến hành đổi lại đội hình một chút. Thế là mình thấy đội hình hôm qua nó hơi phí phí một tí, mình sẽ đổi lại cho nó có búp vào. Sau đó mình sẽ bỏ Usopp để chơi Mr. 2 cho tiện đánh boss thứ luôn. Như thế thì mình sẽ chơi như thế. Thì ở giai đoạn đầu khi tấn công mình sẽ dùng đây và mình sẽ dùng búp. Thì ở đây hiện tại là Mr. 2 đúng không? Sau đây hai hai lượt búp búp lên là vẫn còn thiếu một chút, nhưng không sao. Đây. Búp thì mình để xuống cuối thôi, tại vì búp thì mình nghĩ là nó yếu mà. Sau đó mình sẽ đi đánh thử lại bạn top 1 ở đấu trường xem tình hình thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ đổi đồ thứ sang nhỉ, mình không biết đã đổi được đồ chưa. Đây 46 42 thì đổi thử thế nào. Kaya thì mình đổi đồ rồi, vậy thì còn cái VV thì sẽ đổi của đồ của Peter 2 sang. Rồi đổi Peter 2 với Kaya sang nhé. Cái này đang là ma khí ấy mà. Được không? Xong rồi mình sẽ đổi Mr. 2 lấy đồ của Usopp. Nhưng mà khổ cái nếu mình bỏ Usopp đi thì không dùng được trái Griffin nhỉ. Mình hơi tiếc cái trái Griffin rồi. Mới để thử xem có hiệu quả nào. Griffin cộng 1 tăng bao nhiêu phần trăm đam. Nhưng mà đam nó hiện tại cộng 1 nó tăng có 30% sát thương thôi, mà hiện tại thì sát thương cũng chả to lắm đâu, mình cứ để thử về đánh thử xem hiệu quả không nhé. Nên là còn cái gì thay đổi không nhỉ? Chắc là tương đối vậy thôi đúng không? Rồi mình sẽ đi vào thử đánh đấu trường xem tình hình thế nào nhé, có khả thi hơn không nhé. Đây mình thấy bắt đầu bạn đã sử dụng hàn tướng thứ hai rồi này. À, nhưng con main của mình nộ nó hơi cùi nhé. Main mình nộ cùi lắm. Nếu thể nhanh chóng tăng tốc cho con Mr. 2 lấy cái quyền pháp BD ra. Mình thấy cái này chưa khả thi rồi. Mình sẽ thử xem là con Mr. 2 của mình đã đủ thân mật chưa nào. Tiếp tục mình sẽ dồn thân mật cho Mr. 2 để mình lấy cái kỹ năng này, kỹ năng vật công cho main nhé. À nhưng còn bị giới hạn bởi ấy nhỉ, giới hạn bởi level nữa. Game này rõ ràng rõ ràng mình ấn vào mà nó không 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 bật lên này, ảo vãi là lại dính rồi. Game nhiều lúc cùi gớm á. Này đang bị nhiều quá không, đang bị tràn. Rồi, nói chung là tạm tạm vậy đã, chắc là chưa tiến được luôn. Rồi bây giờ lại lo cái việc lên cấp đã. Mình sẽ quay trở lại với cái tinh bàn này. Tinh bàn mình sẽ nhận đi. Bạn để ý tinh bàn bên này có cái mấy cái tinh bàn này nó ghi điều kiện này. Kỵ là chuyển nghề 7 cấp 100 tinh bàn cấp 11 này. Tinh bàn mình đang cấp 13 rồi đúng không? Cái này cấp 11, cấp 10, 12 này. Cấp 12 này. Cái này lên cấp 13 được này. Nên tiếp tục là thế nào? Lên vào cấp 100 đúng không? Vậy thì nó chỉ cần đến cấp 13 thôi. Vì thế nên mình cũng không tăng thêm tinh bàn nữa, vì sao mình vào tinh bàn thiên phú không? Thì cái yêu cầu ở đây nó chỉ đến cấp 13 thôi. Ở cấp 12, 12 cấp 5 thôi. Mà bây giờ mình đã 13 rồi thì cũng thừa đúng không? Thì mình chỉ nhận nhận luôn tinh bàn này, mình dồn cái này vì giai đoạn đầu mình chơi main mà. Nên mình dồn cho main chút. Không, mình nhận đây là 91% rồi này. Lúc nãy mình ấy mình chưa nhận thưởng thì bây giờ mình giờ nhận thưởng này. Ra khơi chưa chưa đủ rồi. Ra khơi đến thu thập ở blue, chưa có ở blue nên cũng chả vội lắm đúng không? Rồi để xem độ tích cực còn cái gì nữa không nào, để sẽ hoàn thành độ tích cực cái thứ đặt hàng bạn bè thì vẫn còn đặt này. Bình thường là mình sẽ sử dụng vàng để đặt hàng đấy, nhưng mà vì cái đây server mới nó chả đáng để dùng vàng nên thôi đúng không? Và mình sẽ xem tiếp xem cái này nó có cái gì mình chưa nhận được. Cấp 80 chưa đạt rồi. Sáu mươi lần boss thì ấy rồi.
Bây giờ mình chỉ chờ đợi mấy cái thành tựu online tổng ở đây on được tổng 40 tiếng rồi này. Lĩnh thưởng được 20 lực này, thêm được 20 lực này. Còn cái 60 tiếng nữa thì 60 tiếng thì chưa tới thôi. Tầm bảo 15 lần được rồi nhận này, nhưng mà không có lực. Mình bây giờ thì cần lực hành động nhất. À, cái này thì hết rồi đúng không? Cái này thì hết từ hôm qua rồi. Nó lại hết hết rồi đấy. Không còn cái gì bây giờ lên nữa không nhỉ? Mình cứ tiếp tục cường hóa dẫn cái set này đi. Bây giờ mình thấy là bây giờ đam đã thừa để đi mát rồi. Nhận thêm cái này được, được thêm không có được thêm lực này. Mấy cái này cứ dùng đi thôi. À có thủy tinh thời trang rồi mình có thể vào cường cái trang sức ở bên trong nhé. Trang sức, cái thủy tinh thời trang để cường trang sức mà. À đây có mấy cái trang sức cùi cùi có thể vứt là như kiểu tuyệt chiêu phòng chưa có này. Đây cái này tuyệt chiêu phòng thì nhét vào tạm này. Cái này là ma phòng này, ma phòng thì nhét vào tạm này. Này là cái vật phòng thì không ngon bằng cái kia rồi. Ma công thì đang dùng rồi đúng không? Rồi, hòm hòm thôi bây giờ đi cường hóa này. Mình cường hóa ở đây mình để ý là mình cường hóa cái ô chứa nhá. Khi bạn thay trang sức khác vào thì nó vẫn được cộng đúng bằng vậy, tại vì mình đang cường hóa cái ô chứ không phải cường hóa cái trang sức. Mình đang cường hóa cái ô và đang chơi vật công nên mình sẽ ưu tiên cường hóa cái vật công. Mà cường hóa nhiệt tình lên. Cái này mắc là level 60 đấy. Nhưng mà cái không biết cái này có bị giới hạn cho cấp không mà cũng chả đủ để lên được level 60 luôn đâu. Đây, hết rồi, chỉ cần cờ như thế thôi. Bét cưỡi có thể cưỡi cá voi bậc 1 cho nó oai này. Rồi. Cái này có thể tăng tốc thêm một tí không? 93% rồi. Map này còn cái này mình chưa hoàn thành, mình sẽ hoàn thành nốt thôi. Mình đấy có 5 lần thôi, bây giờ mình sẽ hoàn thành nốt để mình đủ kinh nghiệm lên cấp. Ở đây bạn thấy là khi hoàn thành cái map này nó cho bạn một cái vòng máu rồi, cái này có thể dùng được luôn đến 60 này. Thì cái này mình sẽ bị đầy túi đồ thôi, mình sẽ sử dụng và mình giải phóng túi đồ mình sẽ nhận được. Rồi, nhận được rồi này. Quên mất. Ấn nhầm rồi. Quay ra đã chứ. Đi nhận nhiệm vụ đã. Với cái lượng lực này chắc không thoát được đâu, mình sẽ ăn mỏ cái đảo Skype này vì mình nghĩ là cũng không đi qua được Skype với cái lượng lực như thế này đâu. Mình sẽ ăn mỏ. Bây giờ đến giờ có thể nhân berry rồi thì mình sẽ nhân lên thôi. Rồi. Và cái vòng đấy mình sẽ sử dụng luôn thôi. Vòng đấy sẽ dùng cho ai nhỉ? Hiện tại là main thì đang có vòng rồi. Mr. 2 có rồi. Còn đây dùng cho Nami. À nhưng mà chưa đủ cấp thì mình chờ đủ cấp để mình sử dụng. Mình sẽ chờ đủ cấp để sử dụng nhé. Thì mình sẽ chuyển sang cường luôn cái vòng đấy là để tới cho Nami nó sử dụng thôi. Thì từ giờ lúc lên cấp kia chưa đủ mà mình sẽ chủ động cường cái vòng này lên. Để tí vẫn cho Nami dùng. Bây giờ mình có thể bắt đầu tiến hành đi map rồi vì mình đã lên đủ cấp rồi. Bây giờ chúng ta tiến vào map Skype. We'll be right back.
Hiện tại thì đã gần đến giờ lôi đài, mình sẽ sửa nick tí xem hôm nay liệu có vô địch được không nhé. Căn bản mình thấy bạn top 1 mới lên nên là cũng không chắc là vô địch đâu. Mình sẽ chỉnh sửa một chút. Rồi ở đây mình cho Kaya lên cấp 50. Tại vì sao? Để mình chuyển sinh này, chuyển sinh đến một ô trái. Thì ở đây mình có cái trái thiên mã thì mình đang thấy nó hơi vô dụng, nhưng mình đang thử xem liệu có thể giúp cho con búp có thể tấn công được không. Ở đây mình thấy thế nào, trái này nè, đánh thường có xác suất 20%, xác suất đánh hàng dọc, thì mình có thử xem nếu là búp thì nó có đánh hàng dọc được không. Tại vì bản chất búp thì là nó là chỉ có búp nộ thôi mà, con Kaya chỉ búp nộ thôi, mình cũng thử xem nó có tấn công được không. Với lại cơ bản bây giờ với cái trái còn lại cũng chả dùng được, thì đấy mình dùng thử cho Kaya. Ngày xưa mình test cái này rồi nhưng mà lâu rồi mình không nhớ chính xác nữa thì mình test thử thôi. Và ngày xưa cái trái này cũng thỉnh thoảng hay được dùng cho Usopp để cho nó bắn ra hàng khác ấy, nhưng mà bây giờ mình thấy nó cũng chả quan trọng cái đấy lắm. Nami thì vẫn đang level 33 thì chưa dùng được đúng không? Cái này tận là level 60 cơ mà cũng hết cái để tăng tốc rồi. Để xem thử khai mở thêm cái này mất bao nhiêu, mất tận 50 vàng, hiện tại mình đang thiếu vàng. Thì mình sẽ để cái đấy dành cho lúc 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 sau. Tại vì mình sắp sửa phát quỹ rồi. Sắp sửa phát quỹ sẽ có nhiều vàng nên mình cũng chưa cần mở đấy vội. Chấp nhận là mấy ngày đầu nó hơi khổ một tí. Đây mình sẽ thử xem có cái đồ gì có thể mặc được không nào. Ví dụ cái áo này 60 thì hơi cao rồi. Phi phong này cũng 60 à. Phi phong này 40, à cái này 40 mặc được này, thì thay nó vào. À nhưng mà mình mới chuyển sinh mất rồi, mới chuyển sinh mất rồi thì không được. Ok, à đây có thể cho VV mà. Vòng này 55 mới ấy được. 55 33. Nói chung bây giờ nó hơi hạn chế một chút. À mà lưu ý với bạn là không phải cứ đồ nhiều sao là nó chỉ số cao nhé. Một số cái đồ mà bạn tặng trong nạp thẻ đến một mức nhất định nó sẽ không không cao bằng cái đồ của bên ngoài đâu. Thay lên tí lực chiến thôi chứ nó cũng chả giải quyết được cái gì lớn lao cả. Thì cho lên 35 được. Đây bạn có thể thấy nhá, ví dụ như cái vũ khí này nhá. Vũ khí này nó cộng 60 mà nó được cộng vật vật công là 300 và tăng trưởng 28 rồi. Cái này này vũ khí này có 4 sao thôi mà vật công khởi khởi điểm nó đã là 594 thì nó cộng thấp hơn tí là 22 thôi. Tức bạn thấy là cái đồ 5 sao cũng khởi điểm nó cũng chưa chắc nó bằng cái đồ 4 sao đâu. Nên thôi cái này mình lười đổi, mình cứ để nguyên như vậy đã. Chứ cũng không phải cái còn còn cái đồ mà không phải quà tặng ấy thì cái mặc nhiên là nhiều sao hơn sẽ ngon hơn thôi. Còn những cái đồ theo kiểu dạng tặng thì thường nó hạn chế một mức nhất định thôi. Bây giờ mình đang xem có thể thêm một cái gì vào nữa không này. Thôi tạm vậy đã, mình sẽ đổi lại các viên ngọc nữa. Đây một số viên ngọc này, đổi lại. À ba lô bị đầy đúng không? Ba lô đầy mình phải bán bớt một số thứ đi. À nhưng mà cái này đang chứa ngọc đúng không? Cái trái này vô dụng quá thì giã đi cũng được. À, mà giã đi cũng tốn chỗ nhỉ. Không có được mấy ô rồi. Thì mình tiếp tục, mình sẽ đảo ngọc lại cho nó về đúng vị trí của nó đi. Nó chua thêm một chút lực chiến rồi. Main mình sẽ xem có chuyển nghề thêm không nhỉ? Chuyển nghề nữa rồi đúng không? Kỹ năng thì có kỹ năng gì ấn tượng không? Kỹ năng là tấn công và gây choáng này. Đấy mình phải nâng thêm một chút ngọc của tuyệt chiêu của Main lên. Thì ra Main đánh nộ bây giờ hơi phế. Mà bây giờ mình đang chơi hai búp thì xác suất nó nộ rất là cao ấy. Thì thế cảm giác đang hơi hơi phế phế một chút. À thứ hai là cái nhẫn của Main mình chưa cường lên thì làm sao mà lên được không? À, có lẽ mình sẽ phải cường cái nhẫn lên. Mình từ từ mình xem tí là nhẫn này tuyệt chiêu 300 và cộng lên tăng trưởng lên 28 à.
Thì cái nhẫn ngoài có cái nhẫn nào ngon hơn không nhỉ? Nhẫn này chưa đủ level rồi. Vậy thôi không sao, cứ cường cái đấy đã. Bảo sao main đánh yếu yếu thì ra mình đã cường nhẫn đâu. À nhẫn có thể lấy cái nhẫn bên này. Thì mình mới đổi sang, mình lấy luôn cái nhẫn này sang cho main. Mình sẽ lấy nhẫn ở bên mid thứ hai là mình mới bỏ Usopp ra mà. Mình sẽ chuyển cái nhẫn này sang. Sau đó mình sẽ kiểm tra lại ngọc. Chung bạn sắp xếp sang hợp lý thôi. Ngọc 15 này, ngọc à, hai viên đều 15 à, mình sẽ đào thêm một chút, nâng thêm nó một chút. Tại vì berry bây giờ cũng đang rất là nhiều, thoải mái với cái cấp thấp này không tiêu tốn berry lắm. Để mình nâng cái viên tuyệt chiêu lên một chút. À túi đồ đang hạt hẹp quá nhỉ. Rồi tí mình phải ấy bớt một số thứ cho nó rộng túi đồ nữa. Cứ bớt cái nâng lên chút. Tại vì đang đang chơi búp nên xác suất main nộ cũng cao. Thì thế nên phải tăng lên một chút. Và đang để thiên về tuyệt chiêu. Tại bây giờ mình cũng không đủ cấp và thứ để mà lên thân mật cho con Mr. 2 để lấy kỹ năng vật công cho main nên thôi. Và kiểu gì về sau phải chơi tướng tuyệt chiêu mà, nên cứ nâng một viên tuyệt chiêu lên trả phí đâu. Và bạn hiểu nôm na là con nào đánh càng ít mục tiêu thì đam nó sát thương gây ra càng to nhé, đánh càng nhiều mục tiêu sát thương nó càng nhỏ. Rồi đây nào, tất cả cái đồ này mình sẽ dã hết ra vì xác định là lên đến kia là loại ấy, mình chỉ giữ lại mỗi đồ 5 5 sao với lại 6 sao thôi, còn các đồ 4 sao mình sẽ dã hết. Thì bây giờ cũng chả chờ được lên cấp đâu. Ở đây mình có một cái báu vật nữa này, một báu vật nữa thì mình sẽ sử dụng đấy, sử dụng cho tướng. Tiếp tục mình sẽ quy đổi cái này ra. Mình sẽ tăng thêm, ví dụ như là bây giờ mình sẽ vào đánh thử bạn ấy xem bạn đang sử dụng kỹ năng gì cho main nhé, vì bạn chơi main là chính mà. Xem bạn đang sử dụng kỹ năng gì cho main nào. Kỹ năng liệt ảnh nha. Liệt ảnh là kỹ năng dạng gì nhỉ? Liệt ảnh là... Liệt ảnh không biết là kỹ năng đấy của bạn đang theo là sát thương tuyệt chiêu hay là vật công. Mình nghĩ là mới chơi thì chắc chỉ có loanh quanh ấy, tuyệt chiêu với vật công thôi. Nên các bạn là tướng khác nhau nên là nhiều 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 khi là tên kỹ năng khác nhau không. Vậy thôi mình cứ tăng cả tuyệt chiêu phòng lẫn vật phòng đi. Mình sẽ tăng cái độ thủ của Nick lên. Mình xác định cho main là hứng đòn nên mình tăng thủ của main lên. Máu phải tăng lên để chống chọi. Không biết vòng máu của bên mình đã cường hóa mắc chưa? Cường hóa mắc rồi đúng không? Tạm thời vẫn chưa đánh bại bạn đấy nhưng mình chỉ tối ưu cho nó cố gắng để thắng thắng thôi chứ không nhất thiết phải chắc 100% là thắng. Đây mình có một cái chiếc vòng máu khác này. À chiếc vòng máu này có thể mình không đợi Nami mà mình sẽ sử dụng luôn đúng không? Mình sử dụng luôn cái vòng này cho main thì cấp 60 rồi mà. Sau đó mình chuyển cái vòng này thì level 1 cũng được cho Nami, nó sẽ hiệu quả hơn. Hoặc mình sẽ tống được một cái vòng 1 sao đi. Viên máu to mình vẫn sẽ để cho main. Và như vậy thì máu tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Báu vật này thì đang cùi nên chỉ lắp vào chứ mình chưa tẩy báu vật nhé. À cái này nó trùng nhau à. Cái này level 60, cái này level 50. Ôi, cũng được. Trùng nhau thì vứt sang con khác thôi. Kiểm tra một chút xem là báo danh lôi đài chưa nhỉ. Nhớ, à đấy, chưa báo danh này. Tại sáng nay on nhiều nick nên là mình sợ nhớ nhầm nick mà. Thì đúng là nhớ nhầm nick thật, mình chưa báo danh, bây giờ mình đăng ký vào. Này mình thử xem có ra được cái gì ngon ngon nào. Bình thường mình sẽ gom rất nhiều nên vì server mới mình cứ mở luôn vì cái gì mình cảm giác cũng cần hết mà. Server cũ là mình không mở luôn đâu, mình sẽ tích rất nhiều nhưng mà server mới mình cứ mạnh dạn mở luôn thôi.
Đây, mình lấy quà thân mật ra. Bây giờ mình sẽ dồn hết thân mật vào cho Mr. 2 với đại main. Nhưng mà Mr. 2 vẫn đang bị khống chế cái giới hạn của level. Không, nó yêu cầu phải lên chuyển sinh để mới tăng được. Thì Mr. 2 nó không thích thịt, vì thế nên main cho ăn thịt. Đấy là nguyên tắc thôi. Thịt đây là thực phẩm đấy. Tăng lên, tăng sức chống chịu của main lên. Nhưng mà quan trọng là level vẫn đang bị hơi hạn chế nên là nó một số thứ nó chưa lên được. Rồi bị mắc mất rồi, mới được đến level 25 là mắc thôi, không lên được nữa. Với mất phí mất 4 mất 4 lần free chơi ấy thôi, có thể mình tăng vào đây. Con toàn là lớn nhất kìa, Kaya lớn nhất chưa? Đây mà Kaya thừa được ở đâu? Đấy thằng chưa VV chứ. VV có thể được một trái ác quỷ nữa không? Mình sẽ xem xét xem còn trái gì để nhét cho VV không nào. Đây mình có trái Kilo à? Kilo mình không thích. Cá mập xanh thì cho búp thì hơi vô dụng đúng không? Vậy chắc tí cho VV cái trái dừng lại thôi, khi nó đủ cấp. Rồi mình tăng trượt chiêu phòng lên một chút. Mới đầu thì mấy cái thủ còn có tác dụng một tí, về sau bạn thấy là nó cũng chả tác dụng đâu. Còn bây giờ đang giai đoạn đầu đấy thôi. Còn mình đi đánh test thôi, đánh test xem có khả năng thắng được không nào. Thắng được rồi này. Thấy không? Thì bạn thấy là khi mình thay đổi chiến thuật một tí là nó thắng rồi thôi. Nhưng mà không không chắc thắng được lâu đâu, vì bạn ấy mới sử dụng có hai tướng thôi. Ở đây trường hợp này có thể sử dụng kỹ năng của Usopp đánh dồn cũng được. Không nhất thiết phải dùng kỹ năng kia. Thì đây mình xác định lấy main ra để đỡ đòn mà. Các tướng kia xông vào tấn công mà. Mình cảm giác là Kaya đang búp được hơi ít máu thì có thể mình sẽ phải nâng cả viên của Kaya đây nữa. Nhưng mà trước mắt thấy thắng được rồi, tức là vẫn trong phạm vi cho phép. Tức là nếu mà mình thích mình đầu tư lên một chút nữa thì mình hoàn toàn đánh được bạn. Thì mình biết chắc chắn bạn này tối thiểu đang là VIP 7 rồi. Vì hôm đấy mình có clip mình quay mình thấy bạn lên VIP 7 mà. Đó. Và mình đang VIP 6 mà, VIP 7, VIP 6 chênh nhau khoảng 1 triệu thôi. Thì mình hoàn toàn có thể lên được VIP 7, thì mình tự tin có thể đánh được bạn trạng thái VIP 7. Nhưng quan trọng là với tiêu chí ở nick này là nick chỉ dừng ở đây thôi, có tí VIP cho nó tiện quay thôi, chứ còn nên là mình cũng không nạp thêm nữa. Có vẻ khá hiệu quả đúng không? Mình nghĩ kỹ năng của bạn là kỹ năng tuyệt chiêu hay sao ấy. Bạn ấy cường full tất cả nên mình không không rõ được lắm. Nhưng mình thấy là Ngọc tuyệt chiêu đang 75% thì nói chung là chắc bạn đã chơi thiên về tuyệt chiêu hơn và bạn muốn để cả ba đường. Mà cả ra trận này thắng vẫn chưa phải là tuyệt đối lắm, vẫn có xác suất bị thua, vì thế nên mình sẽ phải tiếp tục phải điều chỉnh thêm. Chứ để như này thì vẫn chưa ổn lắm. Mình vẫn cần phải điều chỉnh thêm nick nữa. Đây mình sẽ xem có thể nâng thêm được cái viên của ở đây, viên Kaya mình sẽ nâng thêm nữa. À quan bảo Kaya mà chưa cường hóa ma khí rồi. Bảo sao được thấp thế, cứ nâng ngọc lên trước đã. Mình sẽ phải cường thêm một cái ma khí cho Kaya nữa. Để sao nó búp được nhiều máu lên tí chứ, để nó búp ít máu thế này thì cũng chưa bỏ công búp lắm. Kỹ năng thì muốn xem không biết có kỹ năng nào ngon hơn không nhỉ. Để sát thương hàng dọc với cái sát thương một mục tiêu này. Mình thì sẽ chọn cái kỹ năng tấn công này. Rồi, cái kỹ năng này lấy từ Usopp này. Nó đam dồn cho nó hiệu quả. Mình cảm giác đam dồn sẽ được hiệu quả hơn là đam ấy. Còn thực ra thắng thua bây giờ cũng hên xui thôi. Vì bản chất một người nạp, một người không nạp nữa. Một người cứ tiếp tục nạp thêm thì tất nhiên nó phải tranh nhau đúng không?
Bản nhất là với cả pet cũng chưa dùng được thì mình cần lên cấp 75 để xài pet này. Và mình cũng chưa có áo thời trang nữa. Là thời trang có thể kiếm ở đây hên xui, nhưng mình nghĩ là mình sẽ xui nhưng mình không 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 kiếm. Hiện tại đã các bạn vượt cấp rồi, nhưng không sao, mình không quan tâm cái cấp này, mấy cái top này lắm đâu. Tiện thì lên top thôi, nhưng không thì thôi, đúng không? Đây mình thấy mình đang được xếp ở đâu đây, xem đã có vô địch được không nào. Ôi như bạn top 1 rồi, không không cần báo báo, báo danh lôi đài luôn cơ. Đó là lý do vì vì vậy thì có lẽ tỷ lệ cao mình sẽ vô địch đấy. À mình sẽ ứng rồi, mình sẽ vô địch cái này. Nên mình cho bạn xem nhé, vẫn đúng mức 1 triệu nhé. Còn cái lẻ này vàng này là cái vàng này được cộng khi khai mở server nhé, chứ không phải là mình nạp lẻ vào thêm nữa nhé. Là mình hoàn thành nốt cái độ tích cực đi nhỉ. Hội đàm này mà chắc là chưa lên được thế đâu. Tức là lên kia sẽ có cái con đấy, trong này có được cái con Peter 1 là có hội đàm được là ngon này. Nhưng mà chả biết hội đàm được không. Hên thì có thể ra thôi, đen thì chịu, trước mắt thấy đen rồi đấy. Đi chế đồ ấy nhỉ, nói chung mấy thứ này trước mắt là chả nhé, đâu mình cứ dã hết rồi đã. Mình bây giờ mình thích mỗi đồ đỏ đồ tím thôi, mấy cái đồ 4 sao người ta nhét vào cũng được thôi, mà level đang thấp quá, chờ tới lâu ra lắm. Đi cống hiến cho công hội chút nào. Nói chung là công hội mới thì mỗi ngày bỏ ra khoảng 10 vàng tặng công hội nhé. Server mới đã có một số bạn off quá một ngày rồi. Rõ ràng hôm qua mình báo mỏ tài nguyên sao lại không thấy ở trong tài nguyên này. Nên thôi, chả quan trọng lắm. Bước đầu ít người chắc gì đã thắng được cái mỏ tài nguyên đâu. Vì mỏ tài nguyên nó đông đông người lắm. Những cái này chắc chưa có gì đúng không? Vào cái nuôi cá, trộm được con cá nào không nào? Chúc phúc này. À, có lần miễn phí đi chinh phục thử người thuộc hạ ấy nhỉ? Hay vào thuộc hạ rằng bạn để cho đi dọn bồn cầu làm gì đó tùy bạn. Nói chung cái này là game nó ghi thế thôi, nhưng chả có ý gì đâu. Ok game bựa thì lúc nãy rõ ràng mình nhìn thấy nick mình ở bên này, bây giờ bay sang bên này rồi. Đây các bạn top 1 này. Bạn này nói chung là khá mạnh đấy. Đây lúc nãy mình vừa nói các bạn đúng không? Rõ ràng không thấy bạn top 1 tham chiến đâu, bây giờ lại có này. Game rất là hâm dở đấy. Game hay lỗi linh tinh lắm. Tí xem có thắng được bạn top 1 không nhỉ. Nói chung khi bạn đặt tên vậy mình nghĩ là bạn ấy đã xác định tinh thần là sẽ đua top 1 rồi. Mình nghĩ là bạn ấy xác định sẽ đầu tư đến top 1 rồi. Nhưng mà may cho bạn ấy là mình cũng chả đua nên, nên là bạn ấy cứ yên tâm lên top 1 đi. Mình chỉ mạnh với những thứ mình có thôi chứ mình không đua. Còn nếu bạn nào chọc tức mình đua thì đấy tính sau, nhưng chắc chắn là trong thời gian này mình không đua đâu. Bây giờ đua làm gì là tốn kém, trong khi nick cũ của mình cũng đang mạnh nữa.
thể vừa thấy ở đây trên chiến báo này là Kaya đã tấn công mục tiêu ấy. Vì thế này có là đeo trái thiên mãng có thể gây sát thương được. Lúc nãy bạn vừa có để ý không? Và hiện tại mình thấy là cái kỹ năng của lấy từ Usopp hiện tại như đang tỷ lệ gây choáng hơi bị thấp thế sao ấy. Đấy, tức là bây giờ mình có thể cho búp đeo tặng thiên mã để tấn công cho đỡ phí thôi mà. Thế bây giờ lẽ có trái thiên mã đang thiếu trái lại vứt đi đúng không? Chứ còn về bản chất là nó sẽ không ăn thua đâu. À mình đã được quán quân rồi này. Mình chưa thấy cái kỹ năng của Usopp nó choáng được gì, mình nhớ là nó có choáng mà. Nói chung ở trong giai đoạn đầu ấy, khi mà các người chơi chưa đầu tư nhiều lắm ấy, thì nếu thằng nào biết chơi thì thằng đấy cảm giác vẫn có lợi thế đúng không? Còn về sau ấy, khi mà người ta đầu tư mức nhất định ấy, thì lúc đấy kinh nghiệm nó cũng không còn là gì nữa. Bạn cứ tưởng tượng ấy, mọi kinh nghiệm và thứ mình đều đăng lên YouTube hết cho mọi người biết rồi, thì mình cứ coi như thì mọi người sẽ đều biết như nhau thôi. Thì khi đó thì người ta hơn nhau ở cái gì? Người ta hơn nhau ở tiền và thời gian thôi, đúng không? Nên là về sau nó mới bảo vì sao về sau bảo sao tốt kiểu lúc nào nó cậy tiền, nhưng mà thực ra là vì bây giờ kỹ năng chơi thì mọi người giống hết nha, hết giống hệt nhau rồi, chẳng hơn nhau về tiền thì hơn nhau về cái gì đúng không? Và trong giai đoạn đầu này thì nó cũng chưa ảnh hưởng lắm đâu, vẫn có thể đánh được. Giống như lúc nãy mình đánh thua vào top 1, bây giờ mình đã đánh thắng rồi ấy, nhưng có thể ngày mai hoặc tí nữa mình lại thua. Ở đây là không ngờ đấy, chơi vui vui bây giờ cũng thành kiểu vẫn là mạnh nhất server tạm thời thôi, nhưng mà không biết là ngày mai có thể yếu ngay ấy mà. À, mình sẽ phải cường hóa chút cái ma khí của Gaia đây. Đúng không? Có thể về mặt xếp hạng thì nó có thể không bằng người ta, nhưng về mặt lực chiến với lại về sức mạnh thực tế thì mình hiện tại vẫn đang là mạnh nhất. Và về xếp hạng này đơn giản, ai lên trước thì người đấy lên top thôi. Hôm qua mình lên trước thì mình lên top 1 hết, bây giờ mình xuống top 2, nhưng quan trọng là mình mạnh hơn. Thì có lẽ là video này mình tạm dừng ở đây thôi. Mình để dành các phần còn lại cho video sau để mình cường hóa thứ thêm một số thứ nữa. Đấy mình thấy là hơi phí thời gian này, mình không muốn quay cho video này với cái chỗ cường hóa với lại cái chỗ trở lên cấp quá nhiều đúng không? Mình sẽ để dành cho video sau. Còn bây giờ thì các bạn này nhớ like ủng hộ video nhé và đăng ký kênh cho mình nếu như chưa đăng ký nhé. Và bấm vào chuông để như kiểu để theo dõi các cái video mới của mình nhé. Và bây giờ xin chào tạm biệt mọi người nhé.